Hello, xin chào bạn nhé. Nó xin hoạt động kênh YouTube và sao channel nhé. Đây, hôm nay có một cái rất là hay chia sẻ với bạn về cái phần dành cho iPhone. Rất nhiều ông sẽ để bị dính cái tình trạng này. Đây, các bạn đây có biết đây cái gì không? Đây là cái củ sạc của iPhone. Thì nếu các bạn dùng các dòng máy 5, 6, 7 như trước thì không quan tâm lắm, nhưng mà từ dòng 8 trở lên nó sẽ có một tính năng rất là mạnh của cái dòng sạc, là nó có sạc nhanh các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ có một clip chia sẻ bạn về cái phần chọn củ sạc và dùng cái gì để chọn cái củ sạc để biết là cái củ sạc có tốt hay không nhé. Bởi vì hôm nay cái máy của mình dùng nó đang bị tình trạng là cái củ sạc nó hơi lởm một chút. Mình dùng mấy tháng thôi nhưng mình cũng không để ý đâu. Tức là cái tình trạng của nó sạc rất là lâu vào bạn ạ. Đấy, những con máy to này thì bao giờ được các bạn khi sử dụng cũng phải có tính năng nó sạc nhanh bạn nhé. Đấy, bao giờ phải sạc nhanh. Thì chẳng như con này của mình 10 nhá, con 11 này nhá, thì chạy nó phải có sạc nhanh. Thì vấn đề là khi mua thì nhiều khi các bạn sẽ được tặng củ sạc như này. Cái củ này là mình mua được tặng. Tức là mua máy thì được đi kèm nhưng mà không thể kiểm tra được chất lượng là nó có chạy hay không thì ta dùng cái này. Đấy, thiết bị này rất là nhỏ nhưng mà cực kỳ quan trọng để các bạn kiểm tra xem là cái máy của bạn có chỗ hỗ trợ sạc nhanh hay không, hay sạc chậm, và thời gian sạc bao lâu đầy thì sẽ dùng con này. Biết được luôn có sạc nhanh không. Củ này thì trông rất là mới và đẹp, đúng không? Như chính hãng luôn. Thực tế là mua máy thì được tặng luôn thì cũng đếch biết nó chính hãng hay không. Về cắm thì nó vẫn sạc bình thường thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm một clip test cho bạn nhanh nha. Test cho các bạn xem tại sao phải dùng những con này. Và những bạn nào mua máy thì tốt nhất là cũng nên đầu tư một con này để kiểm tra những con máy cao cấp của bạn. Đây, sẽ cắm vào như này. Cái bộ này là bộ đời mới thì nó sẽ dùng cổng Type-C. Cắm vào đây. Đầu ra là cũng Type-C. Nó như đời trước là dùng cổng USB và ra là cổng USB. Thì đời này nâng cấp lên rồi, chuyên dùng để cho những bạn nào muốn đo kiểm tra máy. Đây là sẽ cắm điện vào cho bạn xem thử này. Đây, tính năng này rất mạnh luôn. Mà mình vừa mới lấy xong mình phát hiện ra này, con củ sạc của mình nó là củ fake bạn ạ. Đấy, ta sẽ cắm điện vào nhá, cắm điện vào xem này. Đấy. Cắm điện các bạn thấy nó sẽ lên, nó báo thông số như thế này. Đây, chờ chút mình tắt tiếng này. Bạn thấy trên hệ thống nó báo cái gì? Nó báo phone này, báo dòng này, đang chạy qua đúng không? Báo watt này, báo số điện đã nạp này. Đây như cài đặt giờ sau, cái này mình không quan tâm lắm. Mình quan tâm là bộ này sạc nhanh hay sạc chậm thì sẽ dùng cái này và kiểm tra được. Tiện hơn bộ ngày trước nhé. Ngày trước cũng đo nhưng mà nó không làm được nhiều như thế này. Đây bạn cho bạn xem này. Cắm sạc này. Lên sạc, đang sạc nhé. Nó báo dòng nạp là 0.50 này. 0.17 này. Chờ một chút các bạn sẽ xem. Các bạn sẽ xem và kiểm soát được là bộ này sạc nhanh hay sạc chậm. Đây này. Của mình nó đang sạc là mức là 1.15. Đây mình sẽ quay gần cho bạn xem này. 1.15. 1.16. Thì ở đây là mức sạc bình thường. Tức là các bạn mua các củ sạc bình thường đều sẽ sạc như thế này. Nhưng cái dòng này là dòng sạc cho con 11 Max cao nhất bây giờ thì nó sẽ có thêm một tính năng là sạc PD sạc nhanh ấy. Thì của nó dòng của nó phải lên cao hơn. Tức là nó với vôn nó phải lên tầm khoảng 12 V. Đây là mình đang thử từng máy cho bạn này. Đây. Con này lên 1.5. Rất là khỏe đúng không? Tức là bình thường các bạn mua những con này thì các bạn sẽ thấy là nó rất là nhanh rồi. Không cảm nhận được, nhưng khi các bạn dùng những con máy to mà dạng khủng long này thì sẽ thấy ngay là nó nhanh hay chậm. Thử tiếp con nữa này. Đấy, báo 159 nhá, cho bạn xem gần luôn. 127 này, 28 này. Với quả pin như cái dòng 6 này, quả pin của nó tầm khoảng 2.500 thì khoảng 2 tiếng ở đây. 1.000, 1 chấm. Bây giờ mình sẽ thử đến con 10 cho bạn xem nhé, là nó sẽ có sạc nhanh hay chưa nhé. Chờ chút mình sẽ chạy cho bạn xem này. Các bạn có thiết bị này sẽ rất là tiện kiểm tra được luôn. Đây, và ta sẽ thử trên hai máy này nhá, hai con trâu bò này. Đấy, con trâu bò này thử thì rắn sẽ chuẩn luôn này. Đấy, con trâu này nhá, thử con này luôn này. Đấy, to đùng luôn thì các bạn sẽ biết luôn là máy này, cái bộ sạc này có tính năng nhanh hay chậm nhá. Nhìn này, cắm sạc này. 1.4. Bộ này nó đang báo là watt, nó có 7 watt thôi các bạn ạ.
Còn bộ sạc của nó chạy cấp cao cấp hơn nó sẽ được tầm 18W, thì tức là nó sạc nhanh gấp khoảng 2 lần bộ này. Đây nó đang báo có 7.403W này. 1.46A. Thì với những con máy này sạc thì mất tầm 2 tiếng rưỡi để đầy đến gần 3 tiếng. Tức là rất là lâu bạn ạ. Bình thường các bạn muốn sạc nhanh cho cái dòng này nó sẽ có hỗ trợ một dòng có hỗ trợ sạc nhanh sạc PD. Cái con hôm nay mình không có củ sạc để test cho bạn xem thì đang dùng cái củ sạc được tặng kèm nhưng mà khả năng là chất lượng nó không được đạt như yêu cầu lắm. 1.46. Đấy, tôi sẽ thử cái củ khác nhé. Còn nếu thử con nick này nó sẽ ra tầm 0.9 4W, con kia thì ra được nhanh hơn chút 5W. Con này thì của mình pin đang gần đầy. Đây này, báo pin. À đây không báo pin, pin bên này. Pin thì đang đang đầy bạn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy luôn pin đang chạy nhé. 1A, con này ăn được 1A là con máy của mình. Con này khả năng là pin còn đầy, mình vừa mới sạc xong, quên mất. À, buổi sau mình sẽ quay cho các bạn xem là nó chạy, tức là pin nó gần hết ý, nó sạc sẽ chuẩn hơn. Còn có mấy con này pin toàn trên 80% rồi thì khả năng test máy nó không không được hiệu quả lắm. Nhìn nhiều khi nó không không chuẩn. Tức là pin nó còn khoảng 20% thì các bạn sạc sẽ biết bộ này sạc nhanh sạc chậm là sẽ hiệu quả luôn, nhìn thấy được. Đây. Một thiết bị rất là nhỏ nhưng mà sẽ giúp cho các bạn là kiểm tra được xem là cái máy của mình nó đang cái bộ sạc của mình nó đang tốt hay không hay là chạy đúng hay không, sẽ kiểm soát được luôn. Dòng đời mới nâng cấp lên. Đấy, dùng cổng Type-C. Cái cổng này thì các bạn có thể lắp thêm một bộ chuyển nữa vào, tức là lắp vào đây để chuyển. Thì các bạn sẽ lắp cái đầu chuyển vào đây. Các bạn sẽ lắp cái đầu chuyển vào đây này. Thì các bạn có thể là tiến hành sạc thử cho các máy của Samsung cũng được, hoặc máy của Oppo hoặc là Xiaomi hoặc là Huawei, cái thứ đều sẽ sạc được bằng cái này. Cái này điện còn nhiều quá, chạy này không thể biết được nó đang sạc tốt không, bởi vì điện nó gần đầy. Tí nữa nó hết mình sẽ quay cho bạn xem chi tiết hơn về cái này.